Chào các bác nhé. Bây giờ là buổi chiều, em lại xin giới thiệu cho các bác một mẫu siêu phẩm về máy giặt. Đấy, buổi chiều hôm nay em dạy giới thiệu cho bác dòng rất anh em thích, đó là dòng máy giặt VR 5600 của dòng Panasonic. Đây, trong những mẫu huyền thoại, máy được em lựa rất là kỹ và dọn sạch sẽ. Và tất cả những cái video em đăng lên thì các bác đã thấy, tức là em làm rất kỹ luôn để tận tay các bác bên trong, bên ngoài. Đấy, vậy anh em nào thích con này thì liên hệ với em. Đấy, hàng rất đẹp luôn. Đấy, con VR 5600 nhé. Em sẽ quay tận cận cảnh từng chi tiết một để cho các bác thấy là tuy rằng nó chỉ là một con máy dùng rồi nhưng mà cái độ đẹp của nó vẫn còn rất là nhiều. Đây con này thì không phải màu trắng mà nó là màu kem. Đấy, sườn này, trong này. Con này thì các bác biết rồi, công nghệ giật chín xây sáu và sấy điều hòa chạy mâm từ trực tiếp. Đấy, đây trong những cái mẫu là cuối đời của dòng VR, đó là dòng chạy mâm từ trực tiếp các bác nhé. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào thích thì cứ liên hệ. Đấy, sườn này, sau này. Máy giặt thì em vẫn còn rất nhiều, nhưng tuy nhiên thì đây là trong những cái mà buổi chiều nay em sẽ review cho các bác. Vậy anh em nào quan tâm về máy giặt thì cứ liên hệ qua số điện thoại em đăng lên video. Còn bác nào mới xem kênh có thể ủng hộ, đăng ký kênh để cho biết được theo dõi những cái video mà em sẽ sắp tới sẽ ra. Những cái sản phẩm là các bác có nhu cầu lựa chọn thì cứ alo với em. Đấy, còn về là 5600 đấy. Đấy, máy rất đẹp luôn, cực kỳ đẹp, không khác gì máy mới. Rồi, vậy bác nào quan tâm với chiếc này thì liên hệ. Vâng, xin chào các bác.